Để mà truy vấn bản ghi thì chúng ta sẽ truy cập vào menu chính cài đặt bằng cách nhấn không thăng, nhập admin. Chúng ta nhấn 4 để chọn System Query là truy vấn bản ghi. Nhấn 1 để chọn quản lý bản ghi. Nhấn 1 để xem lại bản ghi sắp xếp theo ID của người dùng. Nhấn 2 và 8 để có thể di chuyển lên xuống và xem được chi tiết của từng bản ghi. Đối với sắp xếp theo thời gian sử dụng, chúng ta nhấn 2 và sau đó nhập thời gian mà chúng ta muốn truy vấn. Bấm thăng. Nhấn 3 để mà xóa bản lưu trữ. Bấm thăng để xác nhận xóa. Chúng ta bấm 2 để xem thông tin lưu trữ. Nhấn 3 để xem thông tin phiên bản của khóa.